Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Thông qua Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, vấn đề nhân sự được các tổ chức Đảng cơ sở chuẩn bị như thế nào? Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, ngoài lựa chọn những đảng viên, cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất lãnh đạo, còn chính là dịp chỉnh đốn lại công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình mới. Theo lộ trình, sau Đại hội Đảng cấp dưới, cơ sở hoàn thành, Đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Để đảm bảo đúng thời gian yêu cầu, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Thì căn cứ vào các cái quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh thì chúng tôi đã xây dựng cái hướng dẫn riêng của huyện ủy để chỉ đạo các cái tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó thì chúng tôi rà soát lại các cái quy hoạch về đội ngũ cán bộ của từng địa phương đơn vị và lựa chọn các cái nhân sự theo các cái vị trí mà đã được phê duyệt trong cái nhân sự của các địa phương. Nếu như mà những cái địa phương mà khó khăn về nhân sự mà không thể bố trí tại chỗ được thì chúng tôi sẽ dự kiến và có cái phương án để mà bố trí, tức là luân chuyển cán bộ của các cái cơ quan phòng ban cấp huyện về để giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Đến thời điểm hiện nay, gần 90% các chi bộ ở cơ sở đã hoàn thành đại hội. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xóm, xã nhằm tinh giản đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền cấp cơ sở. Theo đó, các chi bộ thôn, bản cũng được sáp nhập và kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Qua 4 bước để tiến hành là công tác sáp nhập, chi bộ chuẩn bị sáp nhập giới thiệu cái nhân sự mới, sau đó là hai chi bộ, ba chi bộ sáp nhập thì họp để lấy tín nhiệm giới thiệu. Thì qua đó thì các chi bộ thì có cái nhân sự đề nghị là đưa lên đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy xem xét thì cơ cấu để là chỉ đạo các chi bộ là tiến hành đại hội. Thì qua quy định như thế thì chỉnh khối dân cư của thì đảng bộ thị trấn đó, thì các chi bộ đã tiến hành sáp nhập xong và đạt cái kết quả tốt theo như cái định hướng của đảng ủy và được đảng viên đồng tình ủng hộ cao. Về cơ bản, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 được các cấp ủy đảng chỉ đạo hoàn thành nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp vẫn còn nhiều bất cập, cần cấp ủy địa phương tìm giải pháp khắc phục. Tháng 11 năm 2019, bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong được sáp nhập từ 3 bản là Tà Pàn, D2 và Bản Bò, với 3 dân tộc, Mông, Thái, Khơ Mú. Theo đó, chi bộ của 3 bản cũng hợp nhất thành chi bộ bản Tam Hợp với 39 đảng viên. Chi ủy lâm thời được thành lập với rất nhiều khó khăn. Trình độ nhân trí của dân thì thấp này, sau thêm 3 bàn thì là lại càng đông, tỷ lệ hộ nghèo lại cao, là cái phức tạp thì cũng rất là nhiều cái. Được sự chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền, đại hội sau là chỉ bầu được 3 đồng chí cấp ủy thôi. Đại hội thì cũng có đưa ra có cái nghị quyết, đưa ra các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Xã Tri Lễ được chọn là đơn vị đại hội điểm của huyện Quế Phong. Sau khi thực hiện kiện toàn các chi bộ sáp nhập, công tác chuẩn bị nhân sự được đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ
có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực lãnh đạo. Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Tri Lễ đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Trong những thời gian qua, đặc biệt là thực hiện tất cả các bước để các quy trình hướng dẫn của huyện ủy thì chúng tôi đã triển khai, đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức họp ban thường vụ đảng ủy rồi là rà soát lại những cán bộ đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là về cái trình độ, thứ nhất là trình độ năng lực và trình độ chính trị, ít nhất là cái chính trị là chúng ta phải trung cấp, còn về chuyên môn là đại học, là để đảm bảo là trong cái đại hội này là phải thực sự là dân chủ, đoàn kết và phát triển. Với các sai phạm liên quan đến đất đai, tháng 8 năm 2019, hàng loạt cán bộ, đảng viên xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành bị kỷ luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành nhiệm kỳ 2015-2020 bị cách chức. Bí thư đảng ủy xã và cán bộ địa chính cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu khởi động. Chính vì vậy, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới càng là vấn đề hết sức quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Địa phương ở đây thì có hai cái khó khăn. Cái thứ nhất là một cái ủy viên ban chấp hành ở cơ sở. Cả đồng chí mà có cái trình độ cấp 3 thì lên năng lực là hạn chế. Còn những cái đồng chí mà lại có cái năng lực thì là không có cái trình độ cấp 3. Cái khó khăn thứ hai là đứa chỉ tiêu nữ phải đạt được 20%. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tạo nguồn, đặc biệt là thu hút các cái em học sinh mà tốt nghiệp cao đẳng đại học kêu gọi về địa phương. Về lĩnh vực này thì trong nhiệm kỳ qua thì chúng tôi cũng đã thu hút được 3 cháu và một cháu hiện nay đang tiếp tục cho đi đào tạo. Đây chỉ là một số vấn đề khó khăn trong rất nhiều vấn đề đặt ra hiện nay cho các cấp cơ sở đảng quan tâm và khắc phục trong việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Là một trong 4 đơn vị cấp huyện được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Thành đã đề ra nhiều giải pháp theo phương châm vướng mắc ở đâu, tập trung tháo gỡ dứt điểm ở đó. Nhất là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Nhiệm kỳ vừa qua thì trên địa bàn huyện Yên Thành cũng có xảy ra sai phạm ở một số địa phương đơn vị và một số cán bộ cũng đã bị xử lý kỷ luật về mọi hình thức. Chúng tôi cho rằng đây là một cái bài học rất là quý cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần là hướng dẫn của trung cấp trên thì chúng tôi đã tiến hành là rà soát rồi là lựa chọn một cách cẩn trọng một cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong đó đặc biệt là những người mà sẽ tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhân sự chủ chốt, nhất là người đứng đầu, phải lựa chọn cho được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cho nhiệm kỳ mới vừa hồng vừa chuyên, đủ năng lực, trình độ, lý luận cũng như thực tiễn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc và phụng sự nhân dân. Mặc dù đã có nhiều đổi mới trong công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, tuy nhiên do việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức, nên một số đơn vị vẫn phải áp dụng phương pháp luân chuyển vị trí. Đặc biệt là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Xã Châu Nga là xã vùng sâu, vùng xa và cũng là đơn vị thực hiện đại hội điểm nhiệm kỳ này của huyện Quỳ Châu. Thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Công tác bồi dưỡng nhân sự cấp ủy của Châu Nga được thực hiện có lộ trình, tạo nguồn kế cận trong các tổ chức, đoàn thể. Đồng thời có kế hoạch nội dung đào tạo, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn cho đội ngũ trong quy hoạch. Trong mấy năm vừa qua là chúng tôi tập trung cái đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn về chuyên môn và chính trị. Sau đó thì bây giờ bám vào các cái tiêu chuẩn theo cái chỉ thị 35 của Trung ương và các hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Thì chúng tôi đã tập trung xây dựng cái ban chấp hành mới đầy đủ
cái điều kiện về độ tuổi, về trình độ văn hóa, trình độ chính trị theo quy định. Và đặc biệt là chúng tôi thực hiện quy trình 5 bước theo đúng quy định của Trung ương. 23 đồng chí dự kiến đưa vào trong ban chấp hành khóa mới ấy. Đồng chí thấp nhất là đạt tỷ lệ 85%, còn cơ bản là gần như 100% các đồng chí này vào ban chấp hành mới. Thì chúng tôi hy vọng là cái ban chấp hành mới sẽ đảm bảo được các cái tiêu chuẩn, trình độ năng lực cũng như sự thống nhất đoàn kết cao trong cái đảng bộ để lãnh đạo cái địa phương ngày càng phát triển. Nắm rõ tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 51 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Các tổ chức đảng đã tích cực chuẩn bị tốt vấn đề nhân sự. Đảng bộ huyện Quế Phong hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng với trên 5.250 đảng viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ thời gian qua đã có nhiều cải thiện. Song bên cạnh đó, một bộ phận vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn bị nhân sự cấp ủy đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ huyện ủy Quế Phong đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá, xếp loại cán bộ. Trong đó, coi trọng phát hiện nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Ban tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo các cái cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng là rà soát lại đội ngũ cán bộ trước đại hội và bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của tỉnh ủy. Thì sau khi rà soát công tác cán bộ ở xã thì ban tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ đã vận động cán bộ cấp xã là nghỉ trước đại hội, nghỉ theo chế độ 108, nghỉ theo nghị định 26 để thực hiện cái công tác nhân sự đảm bảo theo cái hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đảng các cấp thành công hay không, công tác chuẩn bị nhân sự cần đi trước một bước, đảm bảo khoa học, dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, góp phần củng cố chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.